Tiếp theo Nam sẽ hướng dẫn các bạn biên tập một cái đoạn phim. Thì đã biên tập một cái đoạn phim ấy, thì các bạn sẽ chọn cái đoạn phim của mình và các bạn kéo từ cái cửa sổ pin sang cái màn hình sụt ở đây. Thì khi các bạn kéo từ cửa sổ pin trên màn hình sụt thì bạn thấy là trên này nó sẽ có những cái thanh công cụ và tương ứng với những thao tác như sau. Thanh công cụ đầu tiên nghĩa là thanh trượt. Thì với thanh trượt này cho phép các bạn đi nhanh đến cái đoạn phim mà các bạn cần phải cắt. Đây là thanh trượt. Ví dụ như là trong tình huống này Nam lấy cái cảnh là cái đầu tiên Nam lấy cái cận cảnh là cô gái bắt đầu đi xe trên đường. Vậy là mình sẽ kéo nhanh thanh trượt đến cái vị trí ở chỗ này. Các bạn chọn đến cái cảnh mà mình mong muốn. Ví dụ như là đây cái việc tìm cảnh của mình đây. Đúng không ạ? Sau khi đến cái cảnh mình mong muốn rồi, các bạn sẽ sử dụng cái phím mũi tên tới và mũi tên lui. Ví dụ như là các bạn muốn là cái xe bắt đầu lăn bánh thì các bạn sử dụng cái phím mũi tên tới ở trên bàn phím. Và bạn nếu bạn chọn, giả sử đến thời điểm này bạn chọn đây là cái cảnh đầu tiên của mình bắt đầu lấy, thì sau khi mà mình chọn được cái điểm đầu rồi thì bạn sẽ nhấn cái phím là Y ngắn để xác lập cái điểm bắt đầu lấy. Sau đó các bạn sẽ nhấn cái phím là Play để đoạn phim này bắt đầu chạy. Giả sử như thông thường một cái đoạn phim thì mình sẽ lấy khoảng từ 5 đến 7 giây cho mỗi cảnh, mỗi cỡ cảnh của mình. Dù đây là cảnh cận cảnh thì em sẽ lấy khoảng 5 giây. Đúng rồi, chiếc xe lăn giống như thế này. Vì là sau khi mình tìm được cái cảnh ra của mình rồi thì nếu mà cảnh ra này, cái cảnh mình lấy ra mà nếu mà nó dư thì mình dùng cái phím mũi tên lùi, mình lùi ngược về lại. Ví dụ như em lùi ngược về lại ở chỗ này, lấy cảnh xe này. Và sau khi bạn đã xác định được cái điểm lấy ra thì các bạn sẽ nhấn phím chữ O. Như là gì? Ở trên ADS, ở trên màn hình sụt ADS sẽ đánh dấu cái điểm bắt đầu lấy và điểm kết thúc việc lấy. Sau khi bạn đánh dấu được rồi, bạn đặt con chảo vào cái khu vực chứa cái hình của đoạn phim này và bạn kéo, bạn thả xuống bên dưới cái dòng timeline, đúng không? Và mình sẽ đưa nó vào trong cái dòng là cái mục là video and audio. Như vậy là lúc này cái tiêu đề của mình này nó sẽ được ghép với cái đoạn phim của mình. Ví dụ giống vậy, đúng không? Bây giờ tiếp theo Nam sẽ lấy một cảnh khác, mời các bạn xem. Ví dụ như cảnh tiếp theo là Nam lấy cảnh là cô gái đang chạy xe trên đường. Như là gì? Mình sẽ giờ đọc đến cái vị trí mà gần đến cái điểm mà mình cần lấy. Ví dụ đây là vị trí của mình cần lấy. Và giả sử như là các bạn có thể lùi ngược nó về, dùng phím mũi tên lùi. Các bạn lùi ngược về một xíu đoạn phía trước, đúng không? Ví dụ như là lùi ngược về đến thời điểm ở chỗ này. Các bạn nhấn phím chữ Y ngắn. Giả sử như chỗ này là các bạn sẽ thấy nó khoảng 26 giây, đúng không? Thì mình sẽ lấy khoảng 5 giây. Các bạn nhấn phím Play, các bạn xem. Ví dụ như các bạn lấy đến thời điểm số 31, giây số 31, đúng không? Cô gái dừng lại bên đường. Ví dụ giống vậy. Và cô gái chuẩn bị móc điện thoại lên nghe. Vậy là ở chỗ này mình nhấn phím chữ O, đúng không? Vậy là nhấn phím chữ Y đã bắt đầu điểm. Tóm lại các bạn nhớ là như vậy. Đầu tiên là mình dùng chuột, mình rè đến vị trí mình cần lấy. Sau đó các bạn nhấn phím mũi tên tới và mũi tên lui để xác lập cái điểm cần bắt đầu mình lấy. Và sau khi đã xác lập điểm bắt đầu mình lấy rồi, bạn nhấn phím chữ Y để đánh dấu cái điểm bắt đầu mình lấy. Sau đó bạn nhấn phím Space, đoạn phim mình sẽ chạy đến thời điểm mà mình kết thúc cái việc mình lấy cái đoạn đó rồi, thì bạn nhấn phím Play là một lần nữa để đoạn phim mới ngừng lại, và bạn nhấn phím chữ O để xác lập điểm ra. Và bây giờ mình sẽ kéo cái đoạn phim này vào trong cái màn hình ADS sau khi mình đã xác lập. Như vậy là các bạn sẽ thấy là gì? Đây là hai cái đoạn phim đã được ghép lại với nhau sau khi người ta loại bỏ những cảnh thừa. Ví dụ như cái đoạn phim của mình đầu tiên là cái cảnh là cô gái đang chạy xe trên đường, sau đó là toàn cảnh xe chạy và cô gái dừng lại. Trong quá trình các bạn dựng, sau khi các bạn đưa cái đoạn phim của mình vào trong màn hình timeline, thì giả sử như bạn thấy, bạn phát hiện một cái điều là cái cảnh từ thời điểm ở chỗ này trở về trước là mình không cần phải lấy, mình bỏ đi, nó thừa, mình không cần phải lấy. Thì có một cách thứ hai để mình biên tập nó là gì? Các bạn chọn vào cái đoạn phim này, các bạn chọn vào biểu tượng S to Cut Boy, thì lập tức là cái đoạn phim này sẽ được chia làm hai phần. Và mình có thể delete cái này đi bằng cách click phải chuột. Các bạn chọn vào cái mục là Ripper Delete, thì cái đoạn phim sau nó được tĩnh tiến ở phía trước và nó cắt bỏ cái đoạn thừa cho mình đi. Bây giờ Nam sẽ tiếp tục lấy cái cảnh mà cận cảnh cô gái đang nghe điện thoại và liếc nhìn phía bên kia đường, thấy cái ngôi trường xưa của mình nó hiện về. Vậy là các bạn rè chuột đến cái cảnh mà cần thiết của mình, rồi các bạn nhấn phím Play các bạn xem. Và các bạn phát hiện đây là cái cảnh bắt đầu mình lấy. Vì bạn nhấn phím Play bạn dừng lại, sau đó bạn nhấn chữ In để xác lập cái điểm bắt đầu mình lấy. Và sau đó các bạn nhấn phím Play các bạn nhìn tiếp.
bây giờ mình sẽ lấy lại từ cảnh này. Vậy là chỗ này mình nhấn chữ in bắt đầu từ vị trí chỗ này. Đúng rồi. Rồi, ok. Chỗ này mình nhấn chữ O. Như là cái mình đã đánh dấu được cái đoạn phim của mình và mình kéo cái đoạn phim mình vào đây. Như là qua cái việc này các bạn sẽ thấy là gì? Đây là cái cách mình lấy những đoạn phim cần thiết trong cái đoạn video của mình. Và bây giờ anh em sẽ lấy một cái cảnh khác nữa. Ví dụ bây giờ mình lấy cái cảnh là cô gái bước vào cái hành lang, tiến vào hành lang. Ví dụ đây là cái cảnh cô gái bắt đầu tiến vào hành lang. Đúng rồi, hành lang. Như là mình sẽ giờ đọc đến cái chỗ này và mình nhấn phím play mình xem. Và mình xác lập đây, đây là cái điểm bắt đầu cô gái mình lấy. Vậy là mình nhấn phím play một lần nữa. Rồi mình nhấn chữ Y, bắt đầu điểm bắt đầu. Sau đó bạn nhấn phím play, bạn chạy. Và các bạn xác định là ok, bây giờ mình sẽ lấy đến thời điểm ở chỗ này. Vì chỗ này mình nhấn phím play, mình dừng lại. Và sau đó mình nhấn chữ O để kết thúc cái điểm lấy cái đoạn phim. Như là cái vùng này là cái vùng bạn sẽ thấy là đoạn phim đang được chọn. Đặt con chó ở đây, bạn kéo thả tiếp cái đoạn phim vào chỗ này. Thì nếu cái đoạn phim này mình thấy nó dài, nếu mình cần phải loại bỏ những cảnh, thêm một số cảnh đi, thì các bạn thấy đặt con chó ở vị trí chỗ này. Ví dụ như mình loại bỏ cái cảnh thừa phía sau đi, thì bạn đặt con chó ở vị trí chỗ này, mình chọn biểu tượng là S Cut Boy, bạn đưa đến đây đi, thì cái đoạn phim sẽ được cắt ngắn cho bạn. Thì đó là cách mà anh em hướng dẫn sơ lược với các bạn cách mà biên tập một cái đoạn phim như thế nào, làm sao loại bỏ được những cảnh thừa trong phim.